Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một dòng sản phẩm Palasulic lọc khí mặt dâng nano khử khuẩn Econavi tiết kiệm điện cửa gió mở điện. Cái dòng mẫu sản phẩm lọc khí này đang rất là hot nhất trên thị trường hiện tại nhé. Các mẫu này cực đẹp. Ecolavi tiết kiệm điện nano khử khuẩn. Bọn này rất là sang trọng các bác nhé, giá cũng bán rất là hợp lý. Bác nào quan tâm alo cho em nhé, 0914300368 nhé, giá chỉ chưa đến 3 triệu thôi các bác nhé, còn đẹp thì có giá hơn nữa. Các bác ủng hộ kênh giúp em nhé.